Cầu thủ Công an Hà Nội nhận án phạt nặng sau khi vào bóng thô bạo với Hoàng Đức. Vừa qua, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF đã ra quyết định kỷ luật số 54 trên QĐ-LĐ-BDVN tại giải bóng đá vô địch quốc gia Nike World V-League 2023. Theo đó, Ban Kỷ luật VFF đã ra quyết định phạt 15 triệu đồng và cấm thi đấu 3 trận đối với cầu thủ Hoàng Văn Toản, câu lạc bộ Công an Hà Nội, người đã vào bóng thô bạo khiến tiền vệ Hoàng Đức bên phía Viettel FC dính chấn thương. Cụ thể, trong hiệp 2 trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội với Viettel FC tại vòng 3 V-League 2023, tiền vệ Hoàng Văn Toản có pha vào bóng thô bạo với tiền vệ Hoàng Đức. Pha vào bóng này khiến cho tuyển thủ Việt Nam dính chấn thương, sau đó phải rời sân. Kết quả chụp chiếu cho thấy Hoàng Đức chỉ dính chấn thương phần mềm, nghỉ ngơi ít ngày có thể trở lại sân cỏ. Tuy nhiên, căn cứ theo tính chất nguy hiểm của pha vào bóng, Ban Kỷ luật VFF đã có án phạt bổ sung dành cho cầu thủ của Công an Hà Nội. Với án phạt này, Văn Toản sẽ vắng mặt 3 trận đấu của Công an Hà Nội tại vòng 4 V-League 2023 trước Hoàng Anh Gia Lai, Hải Phòng FC và BKMS Bình Dương. Đây là mất mát không nhỏ với đội bóng Tân Binh V-League trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giữa các câu lạc bộ tại Nike World V-League 2023 đang diễn ra nóng bỏng.